Dược sĩ ơi, gần đây em có đi khám sức khỏe và nhận ra kết quả bị mỡ trong máu cao. Liệu bệnh này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không ạ? Mỡ trong máu nó là một trong những cái vấn đề sức khỏe gặp ở mọi đối tượng. Thì gần đây á, nó đã xuất hiện ở cái người trẻ nhiều hơn. Nguyên nhân có thể là do lối sống không có lành mạnh, tiêu thụ những cái thực phẩm nhiều chất béo, rồi uống nhiều rượu bia, hút thuốc, vân vân. Bệnh đó, nó sẽ diễn biến âm thầm và chỉ cho đến khi mà mình có tuổi thì nó mới xuất hiện và nó tiến triển. Cái mảng xơ vỡ nó bám và nó tụ ở trong cái lòng động mạch sẽ giảm hoặc là nó tắc nghẽn lưu lượng máu, nó dẫn tới cái vấn đề là nuôi tới các cái cơ quan. Thì cái hệ quả mà bệnh nó gây ra rất là nguy hiểm, như là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, thậm chí là tử vong. Ngoài ra ở trong máu sẽ có những cái tiềm ẩn nó nguy cơ dẫn tới viêm tụy này, gan nhiễm mỡ này, sỏi mật này và bệnh đái tháo đường, rối loạn cương dương của nam giới. Tuy cái hậu quả nghiêm trọng nhưng mà cái tình trạng mỡ trong máu cao nó hoàn toàn mình có thể kiểm soát bằng cách là mình phải thay đổi lối sống và chủ động kiểm tra sức khỏe mỗi năm định kỳ, thông qua cái việc kiểm tra và thực hiện những cái xét nghiệm để mình biết rằng là cái mức độ chỉ số mỡ trong máu của mình ra sao. Thì khi đó thì mình sẽ đánh giá được cái bản thân mình có hay là không có mỡ trong máu cao, và kịp thời mình cũng sẽ can thiệp cũng như là ngăn ngừa những cái triệu chứng, những cái biến chứng, cũng như là nắm bắt được cái tổng quan về vấn đề sức khỏe của chúng ta.